Mông Vạn Thọ nè. Chợ này rất là đông nè, mình nhìn thấy bên đây nè, với những cái sạp đồ bóp da, dây nịt, nước hoa, quần áo. Cá chép nè. Còn ở trên kia nữa nè. Thôi mình sẽ quẹo lại nha, quẹo lại cái đường Phú Nghĩa qua chợ chợ cá xem sao. Cái gì cũng có vài chục ngàn một ký thôi. Bơm Mỹ bơm Mỹ nè. Dâu. Dâu. Hôm nay là cá tôm, với lại buổi tối cũng có bán đồ ăn ở đây nè, bánh xèo, gỏi cuốn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe. Và hôm nay Sài Gòn ngày 17 Tây, ngày 17 tháng 1 năm 2020, và cũng là ngày 23 Tết. Và bây giờ là 17 giờ 5 giờ chiều. Hôm nay thì em có việc đi làm về trễ, và sẵn đây ghé thấy cái ngôi chợ này rất là tấp nập, sẵn đây ghé gửi cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh ngày ông Táo về trời ở các ngôi chợ này xem như thế nào ha. Và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Trần Hưng Đạo. Đi thẳng con đường này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành, quận Nhất. Và đây là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa. Đi thẳng con đường Bùi Hữu Nghĩa này chúng ta sẽ đi ra đường Nguyễn Trãi. Bên kia là phố Dịch Quay, Heo Quay. Rồi rất nhiều quán ăn ngon ở đó, có quán chè nữa. Và theo hướng này là chúng ta sẽ đi về đường Đồng Khánh nè, chợ lớn nè. Ở đây có khách sạn Đồng Khánh nè, đi tới anh tí nè, ngay đường An Bình, giao lộ An Bình với lại Trần Hưng Đạo B đó. Và chúng ta sẽ đi vào một ngôi chợ, đó là chợ Hòa Bình. Và ngôi chợ này cũng rất là đông đúc về chiều nè. Hôm bữa em có đi buổi chiều đó, nhưng mà hôm bữa thì chưa có đông lắm. Hôm nay em đi ngang em thấy đông quá rồi, sẵn đây tấp vô gửi các anh chị và các bạn những hình ảnh ở ngôi chợ này. Và em mời cô chú anh chị cùng tham gia nha. Vào những ngày Tết thì nhà nhà đâu đâu cũng có những cái hoa vàng, hoa mai, sắc vàng của hoa mai, rồi những cái màu đỏ đỏ của những cái câu liễn, màu đỏ của sự may mắn.
Và thường ngày ông Táo thì người ta sẽ tùy theo mỗi nhà sẽ cúng trái cây rồi tôm, cá, đặc biệt là dạo này có thấy thêm cá chép nữa. Đây có trái khế nè. Bánh tét. Phía bên đây là bán tạp hóa, là bán những cây chổi, lau nhà, quét nhà. Vào những ngày này thì nhà nào cũng dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị trang hoàng cho năm mới. Nhìn thấy trái bưởi nè. Bưởi da xanh. Trái bưởi còn nguyên cuốn luôn. Mấy trái bưởi này rất là đắt tiền. Còn cuốn xanh là mắc lắm. Có những trái bị rụng cuốn, người ta dán lại thì người ta bán rẻ hơn chút. Và đặc biệt ngày ông Táo thì không thể nào thiếu bông vạn thọ với lại những cây mía nè. Bông vạn thọ nè. Chợ này rất là đông nè. Mình nhìn thấy bên đây nè, với những cái sạp đồ bóp da, dây nịt, nước hoa, quần áo 70.000, nước hoa 70, áo thun 50.000. Mía nè. Và bên đây là 83 Bùi Hữu Nghĩa nè, cái chỗ bán bánh cống. Đây là một cái chung cư. Đây người ta bán đồ cúng ông địa nè. Tài tiếp nha. Hôm nay là không biết ở nhà má cúng cái gì đây. Thường thì hôm nay dọn dẹp cái bàn bếp xong cái sẽ không có cúng kiến gì nữa. Tới ngày 30 Tết thì cúng một cái nữa, đó là rước ông bà, rước ông Táo. Chúng ta đang có mặt đây là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa và đường Nghĩa Thục. Đi lên tí theo hướng này có chùa Phật, chùa Vạn Phật nè. Mình vô đây nha, vô đây xem thế nào, hoặc mình đi ra hướng bên kia coi bán đồ gì. Giày dép nè, kẹp tóc nè, giày ăn nít nè, kẹp tóc nè, quá trời luôn. sắc màu quá trời luôn. Quần áo nè, giá rẻ 50-70 ngàn là có một bộ rồi. Xem anh đây, anh bán gì mà anh kêu quá trời. Bán giày dép nè, đôi giày rất là đẹp mà. Các anh chị nào mà mua đi ra chợ Hòa Bình nha, ngay giao lộ Nghĩa Thục và Bùi Hữu Nghĩa, có anh bán giày dép. Ủa này là bao nhiêu tiền một đôi? Con nít trăm có. Bình quân là 100 ngàn á. 100 ngàn. Bình quân 100 ngàn là đôi rất là đẹp rồi, mang qua mùa Tết. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Dạ. Bên đây là túi sách nè. Chúc mấy anh chị mua may bán đắt trong cái dịp năm mới này. Rất là đông vui nha. Chợ này bán tới tới khuya luôn.
sáu gói thùng 10 ngàn, một cái 10 ngàn, mỗi cái đi ra kéo thùng này. Chẳng là lối giao cắt. Sáu gói thùng 10 ngàn, một cái 10 ngàn, mỗi cái đi ra mấy chị ơi. Sáu gói thùng 10 ngàn, một cái 10 ngàn, mỗi cái đi ra mấy chị ơi. Một cái gói có 10 ngàn thôi. Một cái 10 ngàn, mỗi cái đi ra mấy chị ơi. 10 ngàn một cái gói. À, có nhà thì họ cúng cây mía để ông Táo theo quan niệm phong tục thì ông Táo leo về trời đó. À, có một số nhà thì họ cúng cá chép. Quay lại là cái giỏ. Chưa? Có con dao nào ở nhà mình còn mấy con dao này đâu? Mà xài vậy nó cũng rất mỹ lắm. Quần áo con nít nè, đồ nữ nữa nè, quần jean, quần jean chỉ có 100 ngàn. Bên đây màu đẹp quá nè, đỏ đỏ vàng vàng, một màu sắc xuân. Mình vô đây là khu vực nhà lồng chợ Hòa Bình. Wow, rất là đông luôn. Áo đầm 40k, áo nữ 30 ngàn. Quá trời quần áo luôn, 50 ngàn cái áo thun này, trời rẻ quá. Một cái quần 10 ngàn. Quần 10 ngàn đó. Chị khoảng một bình quân là 100 ngàn. 100 ngàn một cái bộ đồ. Mình đi thẳng hướng này ra chợ cá Đào Tấn nè. Bông vạn thọ nè. Tao lên trên đây xem. Đường này là đường Bạch Vân. Bình quân này có mấy chục ngàn thôi, mấy chục ngàn một ký thôi. Bơm Mỹ mà có 30 ngàn một ký nè.
khoai lang 15.000. Quá trời. Còn ở trên kia nữa nè. Thôi mình sẽ quẹo lại nha, quẹo lại cái đường Phường Hữu Nghĩa qua chợ chợ cá xem sao. Cái gì cũng có vài chục ngàn một ký thôi. Bơm Mỹ. Bơm Mỹ nè. Dâu. Dâu. Hôm nay là cá tôm với lại ba rọi bán rất là được nè, rồi mấy con tép. Vào ngày này thì có một số nhà họ cúng chay, có số nhà họ cúng mặn. Chay thì đậu hũ rồi nấm rơm, rồi xào hủ tiếu. Rồi cúng mặn thì thịt luộc với tôm. Rồi canh khổ qua. Đó, bằng kia là chợ cá Đào Tấn đó. Ngay đầu đường Đào Tấn. Và chúng ta sẽ quẹo trở lại đi con đường Bạch Vân nha. Đi vòng ở trên cái chỗ hôm bữa mình đi mua trứng đó. Để xem hôm nay ở đó bán cái gì ha. Nhưng đặt gà trống hiến nữa. Này là con gà trống họ cắt cái hai cái tinh hoàng của con gà đó, gọi là gà trống thiến. Con đó rất là bự. Rau củ quả, dưa leo, cà chua, bông súng. Rất là đông luôn. Nơi đây chỉ là một trong những cái chợ mà bán đồ Tết thôi. Có rất là nhiều chợ. Đây có bán bánh xèo nữa nè. Ngày Tết chừng cái tiết 10.000 cái đó chơi nó khỏe mau lớn thì kiếm mua đó. Buổi tối cũng có bán đồ ăn ở đây nè. Bánh xèo, gỏi cuốn. Thường thì ở Sài Gòn, ở Việt Nam người ta nghỉ Tết vào ngày 27 Tết và cho đến mùng 6 Tết. Và trong đó có những cái công ty bảo vệ là hầu như là không có nghỉ luôn. Hoa bạn thọ có lẽ là buổi sáng rồi,
buổi chiều thì không có nhiều nữa. Rồi buổi chiều họ mua bán chủ yếu cho vài người đi làm về ghé chợ rồi mua luôn thôi. Nhưng mà đa phần là người ta cúng vào ngày 22 rồi. Ồ, ngày 22 hôm qua ở sân bay Tân Sơn Nhất kẹt rất là nhiều, kẹt xe kinh khủng. Đó, bông vạn thọ nè. Đó, bông đẹp ghê chưa. À, cái chỗ này là cái chỗ cô mà nói thuê mặt bằng 15 triệu nè. À, cá chép nè. À. Còn ba ngựa chạy. À, bên kia là bông nè. À, bông vạn thọ. À, phía bên kia là đường Võ Văn Kiệt. À, bến Hàm Tử nè. Đây có gà nè, gà mái dầu. Những con gà đó như là những con gà đẻ đó. À, bà con thấy Tết ở Việt Nam vui chưa? Tuy nghèo nhưng mà nó có nhiều cái sắc màu, nhiều âm thanh cuộc sống, nhưng mà cảm thấy rất là thú vị, rất là vui. Một năm chỉ có mấy ngày Tết thôi, nên thành ra người đi mua họ không có tiếc tiền, vài chục ngàn, năm mười ngàn. Họ muốn cho mọi việc nó suôn sẻ, rồi những cái món hàng họ mua nó chất lượng hơn. Nên ở đây rất nhiều mặt hàng. Đây có một cái chung cư rất là xưa nữa nè. Và chúng ta đang đi con đường này là con đường Nhiêu Tâm. Và một số hình ảnh ở chợ chiều Hòa Bình, gửi cô chú anh chị các bạn ngày ông Táo về chơi, cò bay ngựa chạy. Hy vọng là chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh của cái Tết ngày xưa và những ngôi chợ ngày xưa mà cô chú anh chị và các bạn đã có thời gian gắn bó và sinh ra và lớn lên ở vùng đất Hàm Tử này. Và nhân đây thì em cũng gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn ở các tỉnh khác. Không biết các cô chú anh chị có đi chợ Thái Bình, Hòa Bình này chưa? Và nếu chưa thì chúng ta có những hình ảnh để tham khảo ha. Ở đây cũng bán rất là đông, rất là nhiều các mặt hàng, quần áo, đồ ăn, bông hoa, đủ hết. Và video xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Hy vọng một xíu nữa em đi cái chợ hoa ở bên Thành Thái sẽ có rất nhiều hoa để gửi cô chú anh chị, để mình có thể xem chơi cho vui vào những ngày cuối năm như thế này. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cô chú anh chị và các bạn.